mô thần kinh và hệ thần kinh. Nguồn gốc của mô và hệ thần kinh. Sau khi được tạo ra, dây sống cảm với phần ngoại bì ở mặt lưng của nó. Phần ngoại bì này dày lên, tạo nên một tấm biểu mô gọi là tấm thần kinh. Tấm thần kinh sau đó sẽ lõm xuống bên dưới, tạo thành một cái máng gọi là máng thần kinh. Rồi ở hai bờ máng, tế bào tăng sinh làm cho hai bờ máng tiến lại và sát nhập với nhau, tạo thành một cái ống gọi là ống thần kinh. Đoạn cuối của ống nhỏ, lòng hẹp gọi là ống tủy, là nguồn gốc của tủy sống. Phía đầu phôi, ống thần kinh có những chỗ phình to tạo thành các túi não, đó là nguồn gốc của toàn bộ bộ não. Trong khi máng thần kinh đang khép lại thành ống thần kinh, thì một số tế bào ngoại bì ở hai bờ máng tăng sinh, di cư sang hai bên máng, tạo thành hai dải tế bào gọi là mào thần kinh. Mào thần kinh là nguồn gốc của các hạch thần kinh, bao svan, vân vân. Tủy sống. Tủy sống được bao bọc bởi màng não tủy. Khi cắt ngang tủy sống có hai vùng. Vùng trung tâm có màu vàng sẫm, đó là chất xám. Chất xám có hình chữ H, gồm có hai sừng trước lớn và ngắn, hai sừng sau nhỏ và dài. Ống nội tủy nằm chính giữa của cành ngang. Vùng ngoại vi có màu nhạt hơn, đó là chất trắng. Chất trắng có rãnh giữa trước và vách giữa sau, chia tủy sống thành hai nửa đối xứng nhau. Thành phần chủ yếu của chất trắng là các sợi thần kinh có myelin. Chính giữa sợi thần kinh là trụ trục có hình tròn màu vàng nâu. Xung quanh trụ trục là khoảng sáng mà bản chất chính là bao myelin. Ngoài ra, trong chất trắng còn có các tế bào thần kinh đệm và các mạch máu. Sừng trước tủy sống có các tế bào neuron đa cực hình sao. Đó là tế bào lớn, bào tương có màu nâu sẫm, nhân có màu vàng nhạt nằm chính giữa tế bào. Các nhánh bào tương tỏa ra trong chất xám chính là các sợi thần kinh trần. Ngoài ra trong chất xám cũng có các tế bào thần kinh đệm và mạch máu. Khác với tủy sống, ở tiểu não chất trắng có dạng sợi ở giữa, chất xám bao xung quanh. Bao bọc bên ngoài tiểu não cũng là màng não tủy. Đơn vị cấu tạo của tiểu não là các lá tiểu não. Mỗi lá tiểu não cắt dọc có hình chiếc lá mà trục của nó là chất trắng. Ngay bên ngoài chất trắng là một lớp dày đặc tế bào, đó là lớp hạt của chất xám. Trong chất xám của một lá tiểu não có thể phân biệt dễ dàng 3 lớp. Phía ngoài là lớp phân tử sáng màu, ít tế bào. Phía trong là lớp hạt gồm nhiều hàng nhân tế bào. Giữa hai lớp đó là lớp chỉ gồm một hàng tế bào Purkinje, kích thước khá lớn. Chất trắng nằm ở trung tâm của lá tiểu não. Chúng được tạo bởi chủ yếu là các sợi thần kinh có myelin xếp song song. Ở tiêu bản nhuộm Kazan 2, tế bào Purkinje là những tế bào có hình quả lê lớn, màu vàng nâu, nhân tròn, sáng màu, nằm chính giữa tế bào. Cực ngọn tế bào có những sợi nhánh lớn tỏa ra như sừng hươu hướng về phía lớp phân tử. Đáy tế bào có một sợi trục mảnh hướng về phía lớp hạt và lớp chất trắng. Ở tiêu bản nhuộm hematoxylin eosin, lớp hạt được đặc trưng bởi những tế bào hạt nhân tròn nhỏ, sẫm màu. Tế bào Purkinje có hình quả lê lớn, nhân lớn, hạt nhân rõ. Sợi trục của tế bào dễ quan sát. Neuron quan trọng nhất của vỏ đại não là tế bào tháp. Tế bào tháp có hình tháp lớn, đỉnh tháp hướng về phía màng não là nơi xuất phát của một sợi nhánh chính. Hai bên đáy tháp có các sợi nhánh phụ. Chính giữa đáy tế bào có một sợi trục đi vào phía trong và vào chất trắng. Dây thần kinh não tủy được tạo bởi các bó sợi thần kinh có myelin. Mỗi bó sợi thần kinh được bọc bởi một bao tạo bởi mô liên kết, gọi là bao lá. Dây thần kinh được bao bọc bởi một mô liên kết chung, gọi là bao sơ. Mỗi sợi thần kinh bao gồm, ở chính giữa là một trụ trục, bản chất là sợi nhánh hay sợi trục.
xung quanh có một vòng sáng, đó là bao myelin. Bên ngoài bao myelin có một đường viền sẫm màu, đó là bao Schwann. Có thể quan sát được nhân tế bào Schwann ở ngoại vi của sợi thần kinh có myelin. Xen kẽ với các sợi thần kinh là mô liên kết, gọi là mô nội thần kinh. Đây là hình ảnh một hạch thần kinh thực vật ở tầng cơ của ống tiêu hóa. Các neuron hạch có hình cầu lớn, nhân sáng màu, hạt nhân rõ. Xung quanh neuron hạch là những tế bào vệ tinh và những sợi thần kinh thực vật. Điều khiển sự vận động của mô cơ tim là loại tế bào thần kinh đặc biệt, đó là tế bào mô nút. Tế bào mô nút có hình tròn lớn, sáng màu. Chúng tập hợp với nhau thành từng đám, gọi là mô nút. Ở nhú chân bì, có thể có những tận cùng cảm giác cho cảm nhận về xúc giác tinh tế, đó là tiểu thể Meissner. Tiểu thể này được tạo bởi những tế bào thần kinh đệm hình con chêm tiếp xúc với đầu tận cùng cảm giác. Ở vùng hạ bì da có các tiểu thể Vater-Pacini cho cảm giác về áp lực. Chính giữa tiểu thể là khối trung tâm có chứa tận cùng thần kinh. Xung quanh khối trung tâm là rất nhiều lá liên kết đồng tâm và các tế bào sợi mảnh.